Chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại quay một cái clip ngắn để chia sẻ cho các bạn những người mới tập giống canh mái nha các bạn. Đây, mình đây là một canh mái vàng. Bây giờ mình sẽ cắt tỉa. Thì mình cắt tỉa xong thì mình dùng cái dao mình gọt các cái đầu cây cho nó nhọn. Nói chung thì cành lớn hay cành nhỏ gì thì mình đều ướm được hết nha các bạn. Và mình ướm được thành công nha. Nói chung mình nếu mà không có điều kiện để chơi những gốc mai lớn á, thì mình cũng có thể dâm canh. Và mình cũng có thể chơi được. Cái đi thời gian nó dài. Đây là mình làm một cái demo để mình chia sẻ cho những người chưa biết cách dâm canh nha các bạn. Trước đây thì mình cũng có quay một cái clip ngắn về cách dâm canh mái và là cũng đã xong thành công. Hôm nay thì mình cũng làm thêm một cái để chia sẻ cho những người chưa biết. Vì giờ trước thì mình cũng sẽ để đường link ở dưới phần mô tả này. Các bạn vào đó xem video để ủng hộ cho mình. Mình cắt cả cái đầu cây các bạn. Cắt xong mình gọt cho nó nhọn. Đây là mình dùng kéo. Kéo liên giá mì tiện nha các bạn. Chỗ này ánh nắng mặt trời dọi vào cho nên cũng hơi chói, các bạn thông cảm cho mình nhé. Mình sẽ bôi, nói chung mình kỳ thì mình bôi, còn nếu mà không kỳ thôi. Còn những đa số những cây nhỏ như thế này thì tỷ lệ sống nó rất là cao. Những cây nhỏ thì dễ sống hơn những cây lớn. Và mùa mưa này thì nó cũng chậm hơn các bạn ạ. Mùa nặng thì khoảng 15-20 ngày thì nó thể sẽ ra chồi, nhưng mà mùa mưa này có thể hơn vì cái lượng nước nó nhiều. Thì chờ kéo khô thì mình sẽ ngâm một kịch rễ Atonic nha các bạn. Thì mình lấy cho các bạn xem. Đây, Atonic. Một hộp như thế này thì có 10 gói nhỏ đó. Mình cứ pha theo liều lượng, một gói là 15 lít nước. Đây, mình vừa cắt cái gói này ra để đổ vào đây. Một lúc chưa kéo khô thì mình sẽ ngâm vào đây. Lát nữa mình sẽ dấm vào trong bọc và mình sẽ trong vào cái chỗ này. Cũng rất là đơn giản các bạn ạ. Rất là dễ sống. Ngâm được một thời gian thì khoảng 15-20 phút thì mình sẽ cho vào bịch. Vậy là mình đã ướm xong nha các bạn.
mình để ướm vào trong cái bọc và mình bỏ trong này để cho nó vững. Nhiều khi gà vì chạy đi nó đụng chạm nó bị lung lay cấy, cho nên mình bỏ vào trong này. À, các bạn mà mới tập chơi mà chưa biết cách ướm canh thì các bạn cắt cái canh này về liền á, là cắt cái các bạn đừng vội ướm liền nhá. Chẳng hạn như mình cắt bưởi sữa về thì mình vứt ở đó dưới bông nhím trong gốc cây chẳng hạn, mình để đó đến chiều tối hoặc sáng mai mình mới mới tiến hành xử lý kéo về thủ kịch rễ rồi mình mới ướm. Chứ nếu mà mình ướm liền thì nó vẫn sống nhưng mà nó chậm các bạn ạ, nó rất là chậm. Tại vì cái mùa mưa này nó nhiều nước cho nên nó chậm bung trôi, cho nên mình phải để cho nó khô nhiều một tí đã. Để mình đưa ra dấm thì nó mới nhanh được. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem những cái cây mà mình đã ướm trước đấy đã thành công nha. Đây các bạn, cái cây này là mình đã ướm được hơn một tháng rồi. Mình cũng đã ướm trong cái bọc này. Bây giờ nó đã đâm tược lần thứ hai đây. Cái này là bắt đầu lũ rề nha các bạn. Những người chơi mai xanh thì họ nhìn biết là rề hay chưa thì nhìn cái tược này các bạn. Nếu khi nó lên được một cấp mà nó đứng lại thì tỷ lệ sống già rất là cao. Nhưng mà đó nó đã đâm tược lần thứ hai thì nó đã bắt đầu lũ rễ. Nó sống giả hay là sống thật thì cũng do cái cách mình chăm sóc nhé. Các bạn thỉnh thoảng hoa nước Atonic xịt trên cây cho mình và tưới vào bịch này cho mình để mình kích thích cho nó ra rễ cho nó nhanh. Và đây là những cành mái nhỏ, mình cứ dâm đài vào đó nó vẫn cứ sống các bạn đây. Rất là đơn giản, hầu như là gần 100% ấy. Tại vì mình chưa thấy chưa thấy một cành nào mà nó không ra chồi hết. Bên này nữa. Và những cây to như các bạn, đấy là những cái cây mình, những cái gốc mây rừng của mình nhá. Những video trước thì mình hay quay về sắn mây rừng và cái ướm mái không có bầu đất thì không có rề thì mình tận dụng những cái đầu cây trên á. Đó, thì mình cũng đã ướm vào đây, ướm vào trong cái bọc này, cái bọc ướm cây này. Đó, vẫn đầu vật người đấm trôi bình thường. Thì giả thể thì không có đất pha cát nha các bạn, trộn thêm một ít trậu lúa với đất pha cát. Còn mùa mưa này thì mình không nên dùng chơi dưa hay là rêu gì hết, nó ẩm ướt quá thì nó cũng khó kéo giá và khó ra rễ. Video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Các bạn mà thấy hay và hữu ích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và đừng quên nhấn chuông để theo dõi những video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhé.